Chào mọi người, hôm nay thì được một hôm rảnh rang mình lôi cây ra phá rồi mọi người. Thì đây là hai cây đuôi cong Caladia White Star, ngôi sao trắng đó mọi người, hay kêu đuôi cong viền trắng. Thì đợt trước mình có quay giới thiệu cây với mọi người. Thì hôm nay cây nó cũng khá lớn rồi, thì mình sẽ tiến hành qua giai đoạn tiếp theo là nhân giống nha mọi người. Mình thì do mình cũng trồng để kiếm thêm mọi người, nên cây lớn lớn xíu là mình sẽ tách chồi mình nhân giống bớt, chứ không có để nó quá lớn nha mọi người. Quá lớn thì mình để thứ nhất là chặt vườn, còn hai là cũng tốn thêm nước với chậu, nó sẽ mau hao nước đó mọi người, nên mình cũng ít hạn cây, hạn chế cái mình để cây đuôi cong quá lớn. Còn mọi người trồng ở nhà thì mình có thể để nó lớn ngoài một bụi to, thì càng về sau lá nó ra rất là to ha mọi người. Thì mình sẽ tiến hành mình tách cây ra như thế này là được một cây ha mọi người. Nó thì rất dễ tách, cái loại này thì mình chỉ cần mình nắm hai cái chậu chính của nó mọi người, mình kéo ra là nó sẽ xuất ra thôi. Nó tại nó có tầng rời rồi, hiện tại thì những cây này nó đã lên mầm mới luôn rồi. Thì mình một chậu mình tách ra ba ha mọi người. Sau khi tách thì mình sẽ tiến hành mình trồng lại bình thường. Với lưu ý cái quá trình tách đó mọi người, mình nhẹ tay thôi, tránh mình làm gãy chồi non. Tiếp tục thì mình sẽ tách thêm một chậu nữa ha mọi người. Chậu này thì ít, mình quan sát thấy ít chồi hơn là chậu lúc nãy, nhưng mà cũng khá ha mọi người. Đầu tiên thì mình vẫn phải vũ đất ra ha mọi người, sau đó thì mình sẽ nắm cái chồi và mình tách nhẹ ra, rất là nhẹ nhàng mọi người, không có sử dụng sức quá nhiều đâu. Do cái giống viền trắng thì nó dễ tách, nó giống với cái giống Rose Vita mọi người, chỉ cần nắm rồi giật ra thôi. Sau khi tách thì mình sẽ tiến hành mình trồng trồng lại ha mọi người. Mình sẽ vô giá thể và trồng cây lại vào chậu. Thì mình vô lưng lưng rồi sau đó mình bỏ cây vào ha mọi người. Giữ nguyên rễ, hạn chế mình làm tổn thương rễ ha mọi người. Nếu mà tổn thương rễ thì cây nó sẽ lâu hồi phục hơn, nhưng mà nó vẫn sẽ không chết ha mọi người. Nhưng mà mình ở đây mình muốn nó mau hồi phục, cũng như là nó mau đâm chồi mới lên, nên mình giữ nguyên rễ và mình thao tác nhẹ nhàng. Giá thể mình sử dụng đây vẫn là trấu hung cộng phân hữu cơ với mùn dừa ha mọi người, với kết hợp với một ít vỏ trấu nữa. Giá thể mình thì hơi bị tạp nham ha mọi người, chủ yếu thoát nước tốt là được. Cây đuôi cong này thì mình để giá thể nó khô khoảng 3 ngày, 3 ngày nó vẫn bình thường ha mọi người. Nó sẽ không có chết, và đến khi cái lá của nó hơi héo héo, nó rủ xuống thì mình tưới vào nó vẫn hồi được bình thường ha mọi người. Dòng kiến lá này rất là mạnh. Thì mình sẽ tiến hành mình trồng hết những cây này đuôi cong của mình ha mọi người. Thì đây là thành quả cuối cùng của mình nha mọi người, được 5 chậu. Cây thì tách ra vẫn rất là to ha mọi người, như này thì vẫn đi bán được rồi đó. Thường thì mình sẽ bán ở giá khoảng 80 ngàn một chậu như thế này mọi người. Chậu cũng là một bụi khoảng chừng 5 đến 6 lá, và lá to ha mọi người. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Cuối cùng là một số hình ảnh nha. Bye bye.